Đây là iPhone 14 Pro Max. Có lẽ nó sẽ là cái điện thoại iPhone 14 bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ở cái thị trường quốc tế, theo thống kê mọi năm thì nhận thấy rằng là cái iPhone dòng thường sẽ là cái iPhone bán chạy nhất. Mình từng khuyên anh em là anh em đừng có mua cái iPhone dòng Pro Max, bởi vì nó là cái iPhone mắc tiền nhất, bởi vì người ta nói là cái điện thoại cao cấp nhất. Mà hãy mua vì anh em biết được anh em cần đúng cái gì nhất. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về tất cả cái iPhone 14 năm nay, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 và iPhone 14 Plus, xem là những ai phù hợp với cái nào và cá nhân mình xài cái nào. Rồi, xin mời anh em. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái iPhone mà mình chọn ha, đó là cái iPhone 14 Pro. Thì tương tự như mọi năm, mình cũng chọn iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro. Mình không chọn Pro Max và mình cũng không chọn cái dòng iPhone phổ thông. Thì có hai lý do mà mình muốn chọn cái iPhone dòng Pro mà kích thước vừa. Là thứ nhất là dòng Pro luôn luôn là cái dòng được Apple trang bị những cái công nghệ và những cái giải pháp mới nhất của họ. Và thứ hai là mình xem điện thoại như là một thiết bị vừa phải cầm ở trên tay, không quá nặng, không quá cồng kềnh, bởi vì mình cũng không phải là người quá to, tay cũng vừa phải, và mình không muốn là đút trong túi quần nó phồng lên một cái điện thoại rất là to. Do đó là mình chọn cái iPhone 14 Pro này. Vậy thì nếu anh em mua iPhone 14 Pro năm nay, anh em sẽ có cái gì? Trước tiên là anh em sẽ có cái điện thoại được làm bằng thép, tức là cái khung viền của nó hay cấu trúc vững nhất và cấu trúc chính của nó được làm bằng thép. Thì khi nó làm bằng thép như vậy thì cái iPhone đó nó sẽ có cái vẻ bề ngoài, nó sẽ có cái vẻ lung linh, cái vẻ sang trọng của dòng cao cấp ấy, là nó sẽ bền bỉ theo thời gian. Tức là khi mà anh em mua nó, anh em nhìn thấy nó như vậy, anh em xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, thậm chí là 1 năm hoặc kể cả 2 năm thì nó vẫn giữ cái hình dáng đó. Thì đó là một trong những cái rất đặc biệt. Bởi vì khi chúng ta quan tâm tới đồ thời trang, tới đồ cao cấp, thì chúng ta quan tâm tới cái hình dáng của nó và cái độ bền của cái hình dáng đó. Không nhất thiết phải là cái độ bền sử dụng, mà là cái độ bền của cái hình dáng. Thì cái iPhone 14 Pro được làm bằng thép, nó luôn luôn có cái hình dáng sạch sẽ, luôn luôn có hình dáng lung linh, long lanh như vậy trong suốt cái quãng thời gian mình xài. Thì nó làm cho mình rất là hài lòng. Khi xài những điện thoại dòng thấp hơn thì bằng nhôm thì nó sẽ bị chảy xước, nó bị cũ đi, hoặc là rớt, bị móp mép gì đó, nhìn không đã. Cái này cho dù anh em có làm rớt nó, anh em có làm chảy nó thì anh em cũng không thấy được. Đó, thì thứ nhất là như vậy. Thứ hai là nói về công nghệ, thì em thấy rằng là Apple trang bị rất là nhiều cái công nghệ mới ở trên cái iPhone 14 dòng Pro của họ ha. Trước tiên thì em thấy rằng là màn hình là cái chúng ta mà tiếp cận nhiều nhất á. Thì hiện tại iPhone 14 Pro có cái màn hình có độ sáng nhất trong thế giới điện thoại, độ tương phản rất là cao và màu sắc rất là đẹp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái đó. Thứ hai là mình là người thích chụp hình. Ở cái iPhone 14 Pro này, Apple đã trang bị cái camera mới 48 megapixel. Từ trước giờ thì họ trang bị 12 megapixel thôi. Tuy thực sự mình chưa có nhiều cảm hứng đối với camera của iPhone 14 Pro, nhưng mà mình nghĩ rằng là với phần cứng mới và mình sẽ có thời gian trải nghiệm, mình sẽ thích sau. Thì cái đó là cái phần quan trọng. Chúng ta có cụm Face ID nó gọn hơn và nó nhanh hơn. Nó gọn hơn thì bây giờ họ có thể bỏ vào trong một cái phần họ gọi là Dynamic Island, thay vì là để trong một cái phần nóc rất là to như ngày xưa. Và nó nhận nhanh hơn, bây giờ scan một lần thôi mà nó nhận rất là nhanh. Thì cái đó là những cái mới. Rồi một cái nữa mà khi chúng ta nói về iPhone dòng Pro thì đó là cái Dynamic Island. Dynamic Island không phải là một cái công nghệ gì hết, nó chỉ là một cái giải pháp. Nó thể hiện cái khả năng của cái hãng đó, và Apple cũng rất là giỏi trong chuyện quảng bá nó. Thì bây giờ khi mà nói về iPhone 14 Pro, hay nói về dòng iPhone 14, hay nói về dòng iPhone 2022 mà không có Dynamic Island thì nó sẽ hơi thiếu sót cái gì đó. Đó thì rất là hay. Thì đó là những lý do về sao mình chọn iPhone 14 ha. Một chiếc điện thoại nhỏ gọn, cầm ở trên tay, dễ dàng, có những cái gì mới nhất của Apple, có những cái gì giúp cho nó là một cái thiết bị đẹp, bền. Thì đó là lý do mình chọn. Tiếp theo mình nói về Pro Max. Pro Max thì nhận thấy rằng là nó được rất là nhiều người thích, rất là nhiều người hâm mộ nó. Và mình rất là hay gặp cái trường hợp là comment ở trên tinh tế hay trên Facebook của mình, hay là mình gặp những cái người nói chuyện ngoài đường đó, thì luôn luôn xếp iPhone 14 Pro Max là một cái điện thoại xịn nhất, đẳng cấp nhất. Do đó là nếu mua iPhone phải mua nó. Họ bỏ qua nhiều yếu tố khác và họ chỉ quan tâm rằng là à, bây giờ nếu mà mua tặng cho anh đó cái điện thoại đó thì phải là Pro Max, không phải là Pro, không phải là thường. Đó, hoặc là lỡ bỏ tiền ra mua rồi thì mua luôn Pro Max, chứ không phải là Pro, không phải là thường. Tức là chúng ta dựa vào những cái thông tin nó không liên quan trực tiếp đến cái điện thoại nhiều,
tuy Pro Max là cái điện thoại rất là tốt ha, nhưng mà cái chuyện chúng ta quyết định chọn nó này không tùy thuộc chính vào cái tính năng, cái đặc tính của nó, mà lại phụ thuộc vào cái danh tiếng của nó, cái gì người ta nói về nó nhiều hơn là chính nó. Vậy thì khi mà anh em mua iPhone 14 Pro Max thì anh em có cái gì? Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái điện thoại với cái màn hình rất là to, rất là đẹp. Nó có một cái màn hình 6.7, cái chất lượng hiển thị rất là cao, cao nhất, xịn nhất trong thế giới smartphone bây giờ. Nó sẽ tương đương với lại iPhone 14 Pro nhưng mà nó ở cái thước lớn hơn. Và cái iOS, cái UI của Apple làm rất là tốt, cho đó là cái phần nội dung mà hiển thị thấy được á, cái độ phân giải hiển thị á, nó luôn luôn cao hơn so với lại những cái điện thoại khác có cái kích thước bằng hoặc thậm chí lớn hơn. Khi mà anh em thấy một cái điện thoại có cái kích thước 6.7, 6.8 hay 6.7 mấy gì đó so với lại iPhone 14 Pro Max này mà chạy Android, thì có thể anh em thấy rằng là cái phần hiển thị nội dung chính của nó sẽ thua cái Android này, sẽ ít hơn, khá bởi vì cái UI của nó không có tốt bằng, cái hiển thị của nó không tốt bằng. Tiếp theo là anh em sẽ có Dynamic Island, anh em sẽ có cụm camera, anh em sẽ có khung viền bằng thép, tất cả mọi thứ đều ở đó. Thì dĩ nhiên là nó là điện thoại xịn nhất, nhưng mà nếu anh muốn mua nó thì anh em phải chịu đựng cái gì? Đây là phần quan trọng. Mình thấy mọi người tay rất là nhỏ mà rất là muốn điện thoại to, hay là mọi người không có đi ra ngoài làm việc nhiều, ở văn phòng đã có cái máy tính ở đó rồi, đã có iPad đó rồi, nhưng mà vẫn muốn điện thoại to. Chúng ta không cần nó, hay phải xem xét lại xem thực sự là cần cái gì. Điện thoại iPhone 14 Pro Max rất là nặng, 240 gram cho một cái điện thoại bình thường như vậy. Nếu anh em có xài ốp, anh em có xài thêm kính cường lực nữa thì nó nặng hơn rất là nhiều, nặng hơn bất kể cái điện thoại nào có kích thước tương tự như vậy, thậm chí là to hơn cũng không nặng bằng nó. Và khi gắn ốp vào rồi thì nó lại trở nên rất là nặng. Về cá nhân mình, nếu mà xài một cái điện thoại nặng như vậy thì mình sẽ chọn Z Fold để có một cái màn hình rất là to, chứ không phải là một cái điện thoại ở cái màn hình này mà nó nặng như vậy. Thứ hai là khi nó nặng thì chúng ta sẽ cầm nắm như vậy, nó mỏi tay, chơi game nó cũng mỏi tay, cầm sử dụng nó cũng mỏi tay. Rồi chúng ta đút vào túi quần, bỏ điện thoại Pro Max vào, phồng lên. Và một số anh em còn xài ốp nữa, nó phồng lên, không có đẹp mắt, không có đã. Mấy bạn gái tay nhỏ xíu cầm Pro Max, thêm ốp, thêm kính cường lực cho nữa. Cho đó là những cái gì mà Pro Max có thì 14 Pro nó cũng có, nhưng mà nó ở một cái trạng thái nhẹ nhàng hơn, ở một cái trạng thái đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Theo cá nhân mình thì từ hồi cái iPhone 6 đến 6 Plus thì bản thân Apple sẽ design điện thoại dựa trên cái bản thường, sau đó phóng to thành cái bản lớn này. Cho đó ở kích thước Pro thì vẫn đẹp hơn là cái Pro Max. Đó, thì là như vậy. Tiếp theo mình sẽ nói về cái iPhone 14 ha. Cái iPhone 14 này thì nó không phải là cái điện thoại mà được nói nhiều trong năm nay ha. Mọi năm thì anh em thấy là cái điện thoại dòng thường nó được nói nhiều, nói về rất là nhiều, nhưng mà năm nay thì cái 14 này ít được nói về, bởi vì chúng ta nói rất là nhiều về Dynamic Island, bởi vì chúng ta nói rất là nhiều camera mới, về những cái thứ mới, chúng ta quên mất là nó có điện thoại iPhone 14 ở đây. Theo thống kê hàng năm của iPhone 13, 12 thì cái dòng thường là cái dòng bán chạy nhất. Tuy nhiên mình đang có cảm giác là năm nay Apple họ sẽ làm mọi cách để mà dòng Pro bán chạy hơn và họ sẽ có nhiều tiền hơn. Tuy nhiên kệ Apple bỏ qua bên đi, kệ con số thống kê của bỏ bên đi, giờ tôi nói về là iPhone 14 nó dành cho ai. Theo mình rất là nhiều người họ không quá quan tâm đến smartphone, họ cần một cái điện thoại để xài thôi. Trong thế giới ngày nay ai cũng cần điện thoại hết, ai cũng cần kết nối, ai cũng cần xem thông tin hết. Như vậy thì cái iPhone 14 là cái điện thoại đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đáp ứng được tất cả những cái gì người ta cần. Nó rất là dễ dàng sử dụng, nó rất là mượt mà. Nếu mà đây là cái năm chúng ta đổi điện thoại, ví dụ như em có chu kỳ đổi điện thoại 2 năm một lần, hay 3 năm một lần, hay 1 năm một lần, hay 5 năm một lần, và cái năm nay rớt vào cái iPhone 14 thì anh em cứ vậy mua nó thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Hoặc là anh em mua điện thoại cho người nhà xài, hay anh em mua cho bố mẹ anh chị, hay những ai đó mà anh em cảm thấy rằng là họ chỉ cần một cái điện thoại để sử dụng bình thường thôi, thì 14 là một cái điện thoại rất tuyệt vời. Anh em sẽ không bị gọi hỏi hướng dẫn hay là nó có lỗi gì đâu, người phải sửa chữa cả, rất là ít ha. Còn nếu anh em mua những điện thoại khác thì em có thể gặp trường hợp đó. Do đó là 14 là cái mà mình thấy rằng là nó phù hợp với rất là nhiều người. Nó cũng rất là nhẹ nhàng ha, nó cũng rất là gọn gàng và nó cũng rất là đẹp. Và cầm trên tay thì chúng ta cảm thấy nó đơn giản. Đây là cái điện thoại theo mình nghĩ nó vẫn bán chạy. Rồi, đó là về cái 14. Mình sẽ nói về cái 14 Plus. Cái này nó hơi đặc biệt chút xíu. 14 Plus nó là một cái dòng mới năm nay ha. Nó thay thế cho cái dòng 13 mini. Anh em thấy lạ không? Cái 13 mini và 12 mini nhỏ xíu à.
và bây giờ Apple đã mở rộng nó ra thành một cái mới. Rất là trùng hợp, mình mua cho con mình iPhone 13 mini năm ngoái và năm nay mình chuyển sang iPhone 14 Plus to hơn rất là nhiều. Tại sao vậy? Năm ngoái năm kia mình nghĩ rằng là nếu con mình xài điện thoại thì nó chỉ xài một đoạn nhỏ làm cái thiết bị để mà liên lạc thôi, còn cái thiết bị chính để nó xài thì vẫn là iPad, vẫn là máy tính, bởi vì nó lớn hơn và nó xem thấy mọi thứ nó to hơn và nó nghe được mọi thứ rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong một năm qua thì mình thấy rằng là nó đã chuyển dần từ chuyện xài iPad sang iPhone nhiều, mang đi học, gọi cho bạn bè, book Grab để đi mua đồ ăn này nọ. Thì như vậy mình bắt đầu mình thấy rằng là nếu mà đã chuyển sang xài iPhone nhiều hơn thì nó nên là một cái iPhone lớn. Bởi vì thứ nhất là tay nó to, tay rất to, to hơn tay mình. Và thứ hai là cái iPhone to thì nó nhìn hình ảnh nó to hơn, nó trao đổi thông tin nó to hơn và nó đọc thông tin cũng to hơn. Có thể chơi game được, nó lớn hơn, khoảng 200 RAM thôi. Thì mình thấy rất rõ ràng là cái iPhone 14 Plus là cái dành cho con trai mình. Và một số nhân mình nói rằng là tại sao không mua iPhone 13 Pro Max mà thay vì mua iPhone 14 Plus. Thì mình xin giải thích như vậy. Một, con mình nó là học sinh, nó cần một cái điện thoại bình dân, một điện thoại bình thường. Do đó là nó sẽ không xài cái dòng Pro, dòng cao cấp, dòng xịn. Nó là dòng thôi. Hay giống như là anh em đi một chiếc xe bình dân năm nay và một chiếc xe cao cấp năm ngoái vậy ạ. Nhìn vào thì chiếc cao cấp nó vẫn là cao cấp, nó vẫn xác định nó là một cái cao cấp. Mình không muốn con mình nó xài một thiết bị nhầm nằm ở khúc cao cấp như vậy. Hay mình không nói về số tiền mà chỉ về cái cảm giác khi xài, cái cảm giác khi mà so sánh với bạn bè này nọ. Thứ hai là nó nhẹ, cái iPhone 14 Plus rất là nhẹ, nó cầm thoải mái, gắn một cái ốp của Apple vô nó nhẹ nhàng, thoải mái, nó sử dụng được. Còn nếu mà cầm một điện thoại 13 Pro Max thì rất là to. Và những cái gì đó vượt trội của 13 Pro Max nó không quan trọng. Ví dụ như camera, nó chỉ xài camera bình thường thôi, nó có camera riêng của nó. Hoặc là nó có cái màn hình tốc độ đồng tươi cao hơn, cũng không cần luôn. Bởi vì nó không có chơi game, hành động gì nhiều ở trên cái iPhone của nó. Nó hoặc là nó khung viền bằng thép, cũng không quan trọng. iPhone nó cũng rất là mềm, nó xài một cái case của Apple. Và nó xài cái case đó bằng da cho cái iPhone mini của nó một năm trời chẳng sao hết. Nhiều người xài hư rất là nhiều đó, bởi vì thực chất thì nó mang lên trường nó cũng không được xài, mà nó đã cất trong cái locker và chỉ những giờ đã chơi là đầu giờ hay là cuối giờ để liên lạc với bố mẹ thôi chứ không xài nhiều. Cho nên mình thấy rằng là iPhone 14 Plus là cái phù hợp với nó nhất. To để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, to để xài thoải mái hơn, nhẹ để cầm được ngon lành hơn, không cần những tính năng đặc biệt của dòng Pro Max. Và tiếp theo là nó là một điện thoại bình dân, đơn giản. Đó là những cái chia sẻ của mình về những cái iPhone năm nay. Mình luôn luôn muốn chia sẻ với anh em nhiều thứ, bởi vì mình muốn là anh em sẽ hiểu hơn về cái sản phẩm đó, về cái thiết bị đó. Để khi anh em quyết định mua một cái nào đó thì nó đúng cái nhu cầu của anh em, không phải là mua vì người khác. Không phải là thấy khu hiệp xài iPhone 14 Pro mình cũng đi mua iPhone 14 Pro. Nó không đúng, bởi vì có thể 14 Pro Max rất là phù hợp với anh em. Hoặc là không phải là bởi vì iPhone 14 Pro Max là cái điện thoại cầm vô wow, đắt tiền nhất, xịn nhất, đẳng cấp nhất thì mình mua, cũng không đúng. Nên dĩ nhiên nếu mà anh em nói là à tao muốn khoe khoang thì tao mua cái đó, đúng. Hoặc là không nhất thiết phải mua iPhone 13 Pro Max làm gì, nó vừa to vừa nặng, trong khi 14 Plus to mà không nặng. Ví dụ vậy. Đã, xin cảm ơn anh em.